Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh Mùi Trái Cây nha. Hôm nay Mùi chia sẻ với cả nhà cái món ăn cũng rất là đơn giản và dễ làm nha. Ăn với lại canh, ăn với cơm trắng. Nó sẽ rất là ngon đó cả nhà. Đó là sườn ram nha. Sườn ram theo cái cách này nè. Thì ăn nó cũng rất là mềm mà ngon nha. Đậm đà lắm cả nhà. Nguyên liệu thì gia vị cũng rất là đơn giản nha. Sườn mình mua về, mình sơ chế sạch sẽ, mình nấu nước lên, mình luộc lên ha. Rồi gia vị thì Mùi đã để trên màn hình nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ mang đi mình ướp ha. Ướp khoảng 30 phút là được ha. Gia vị, hạt nêm, nước mắm nè, tiêu nè, rồi hành tím nè. Rồi tiếp theo á, mình sẽ cho vào cái nồi mình ram á, mình ướp luôn ha. Chỗ này là mình làm cho 5 người ăn nè. Mua khoảng gần 1 tí sườn ha. Rồi cho hết gia vị vào, trộn đều ha. Mình lấy cái bao tay á, mình trộn đều lên như thế này nè. Đó. Trộn đều hết lên rồi mình để khoảng 30 phút thôi là được ha. Nó sẽ rất là thấm gia vị và ngon nha. Rồi thêm một ít nước màu, Mùi đã thắng nước màu sẵn rồi đó. Trộn đều ha. Để cho nó ra cái màu nó rất là đẹp luôn á. Màu vàng đẹp bắt mắt. Mà sườn ram thì rất là mềm ngon. Giờ thì mình bắt chảo, bắt nồi lên rồi mình đảo đều cho nó thấm cái nước màu rồi gia vị ha. Đó, cả nhà. Tới đây thôi là đã thấy cái miếng sườn nó thấm gia vị và nó lên màu rồi nha. Hành tiêu này, rồi nước màu này, hạt nêm, nước mắm này. Nó thấm vào trong cái miếng sườn á. Khi mình ram lên á, nó sẽ rất là ngon nha. Và nhìn màu sắc nó cũng rất là bắt mắt nha. Đó, cả nhà thấy không? Mình chỉ cần xiên xiên một tí thôi là mình đã làm cho gia đình một bữa ăn rất là ngon. Rồi tới đây thì mình sẽ cho thêm vào một ít nước nha. Để khi mình ram á, thịt nó sẽ mềm mà ngon nha. Và nếu mà nhà mà có nước dừa thì cũng có thể cho nước dừa, nó sẽ ngon hơn nha. Mình ram á, cái thịt nó sẽ thơm mà ngon hơn nha. Mình ram cái nhỏ nhỏ lửa như thế này nè. Nó sệt sệt kẹo kẹo là được ha. Rất là ngon luôn đó cả nhà ơi. Ăn thêm một ít canh rồi hoặc là một ít rau luộc ha. Đó, nó vàng, thịt nó vàng, sườn nó vàng. Rồi nó xe xe kẹo kẹo lên như thế này nè. Là được rồi đó cả nhà. Nhìn miếng sườn rất là ngon luôn đó cả nhà ơi. Món này mà ăn với lại cơm trắng thì còn gì bằng ha. Đi làm về mà đói bụng á, mà ăn chén cơm trắng với lại miếng sườn ram, rồi một ít canh hoặc là một ít rau luộc, thật là tuyệt vời đó cả nhà ơi. Mình không cần ăn gì nhiều món, mình ăn món sườn rồi canh hoặc rau luộc như vậy là đơn giản mà rất là ngon đó cả nhà. Nhìn cái miếng sườn ram sệt sệt kẹo kẹo này. Chúc cả nhà thành công với cái món sườn ram nha. Rất là đơn giản mà ngon nha. Rồi tiếp theo mình nấu canh hoặc là rau luộc cũng được ha. Hôm nay thì Mùi luộc rau lang. Còn đây là phần rau của em bé này. Wow cả nhà ơi. Tô canh rau lang này, ăn cả nước, cả cái luôn nha, cả rau luôn nha. Rồi món ăn của em bé nha. Rất là ngon luôn đó. Món ăn của em bé này, còn có cơm trắng này, một miếng khoai lang này, một ít rau này và một miếng thịt nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà.